Hello, xin chào anh em. Nếu như anh em đã theo dõi Moon Toy Station được một thời gian rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ biết mình đã từng unbox một chiếc figure như thế này. Đây là một con figure của dòng Furyu. Đây là cái dòng Furyu này. Còn Zaya này là như kiểu là tên của một cái hãng máy gắp. Và anh em sẽ thường là sẽ tìm được những cái sản phẩm như này trong những cái máy gắp thú hoặc là máy gắp sản phẩm phần thưởng gì đấy. Thay vì gắp thú bông thì nó sẽ gắp được những cái phần thưởng như thế này ở bên Nhật anh em nhé. Còn đây là thanh gươm diệt quỷ nhân vật Tanjiro. Mình đã từng unbox và cái dòng này được anh em ở Việt Nam hay gọi là dòng chặn giấy anh em ạ. Vì sao? Thì nó có một cái hộp vuông vuông như thế này bằng nhựa. Có vẻ là hơi rỗng thôi. Và tiếp theo là có một cái nhân vật của chúng ta được bố trí là nằm ườn tườn lên trên cái cục chặn giấy kiểu như này. Và nó sẽ để dưới đất như kiểu như này này. Thì mục đích của nó có thể chặn giấy hay là để trưng bày thì tùy anh em. Còn ngày hôm nay mình có ở đây ba cái nhân vật mới nữa. Sau khi mà đã cảm thấy hơi là hứng thú với Tanjiro thì mình tìm thêm ba nhân vật này và để unbox trong clip ngày hôm nay cho nó có đủ bốn nhân vật chính anh em nhé. Tất cả những cái fix này thì đều là nhập mình mua ở bên Nhật và xách tay về. Tuy nhiên thì nó không còn mới nữa tại vì tất cả đã được rạch siêu ra đây rồi này, cho nên mình sẽ bây giờ mình sẽ chỉ mở ra anh em xem thôi nhá. Ok, anh em sẵn sàng chưa? Cùng với Tanjiro thì không thể nào mà thiếu được Nezuko. Lần trước lúc mà mình unbox cái con này ấy, thì mình đã bảo là cái dòng này thì nó không có seal, mở ra đấy sẽ chỉ là kiểu đồ cũ thôi. Thì mình tưởng là mình mở được đồ cũ nhưng mà hình như không phải, tại vì có một bạn là chuyên bán ở bên Nhật, bạn ấy bảo với mình là cái dòng này hình như nó không có seal ở đâu. Ô đẹp đấy, ô này đẹp vãi anh em ạ. Ôi hơi tiếc là bị xước một tí thôi chứ không bị cái hộp của con Nezuko này đẹp cực. Anh em nhìn này, màu nâu này. Nhìn màu nâu với cái chi tiết với nước sơn đẹp không? Đây chính là mô phỏng cái hộp mà Tanjiro đeo ở trên lưng đấy. Chính xác luôn. Còn đây, trong ni lông của chúng ta là có Nezuko đây. Rất là đầm tay nhá. Mà nhân vật cũng cute luôn nhá. Đây anh em nhìn chưa? Được chưa? Đây này. Cái chữ nó ở chiều này thì anh em bày cái chiều này nhá. Đây. Đây là cái ngăn kéo tủ. Đó, anh kéo cái hộp này ra. Được mà, đẹp mà đúng không anh? Đẹp vãi chưởng luôn. Một con này thì giá thị trường rơi vào khoảng 200k anh em nhé. Còn bây giờ mình kiểu mình lấy về mà unbox xem thử xem cái dòng này tò mò như nào anh ạ. Thì rất có thể là sau một thời gian chơi chán thì mình sẽ bán lại. Nếu anh em muốn mua thì cũng có thể PM cho mình nhá. Nhưng mà con Nezuko này đẹp thật anh em ạ. Cái cục nó ngồi lên trên này đã đẹp rồi nhưng mà cái mặt thực sự đẹp luôn ấy, cái mặt này trắng mịn xinh vãi. Đây bây giờ lấy để hai anh em cạnh nhau thì sẽ trông như này. Ok mình bóc tiếp nhá, khi nào mà đủ bốn con thì mình sẽ xông một thể. Đây này, cho anh em thêm info, tức là cái dòng này nó sản xuất ra rất là nhiều luôn ấy. Ví dụ như một cái cục này em có thể có được ba cái gương mặt khác nhau đây. Mặt này, mặt này, mặt này. Đấy. Nói chung là cái dòng chặn giấy này ra rất nhiều luôn. Đây hay là ví dụ như cái hộp của Nezuko chẳng hạn. Thì cái hộp này là cái set của một cái set nó trông như này cơ. Đấy, nó hoàn toàn khác nhau luôn. Anh em có thể có ba bốn nhân vật Tanjiro, ba bốn nhân vật Zenitsu mà nó không đụng hàng nhau. Ngồi trên những cái cục khác nhau và có cái nét mặt nó cũng khác nhau luôn. Đâu rồi cái hộp Tanjiro đây. Thì lại thêm một cái hộp này nữa. Anh em thấy khác nhau chưa? Tức là cùng một cái set này thì cái hộp này nhìn nó phải giống nhau như này cơ. Còn hiện tại thì mình mua đây là tuốt tuốt từ lừa nó khác nhau rồi. Cái Zenitsu này không phải là trong cái set này. Đó, cái Zenitsu này là cái dòng trong cái set khác thôi anh em ạ. Chuẩn ra là phải là cái set này và một con đầu lợn như này cơ. Đấy, nhìn anh em để ý nếu như muốn mua mà sưu tầm nhé, ba con này với lại ba con cùng một set này. Mình rất thích những cái hộp như này nhé, tại vì sao, màu sắc nó tươi này, màu sắc cực kỳ tươi luôn, anh em cầm là thấy
như kiểu mấy cái khối ấy, hộp xếp hình cho trẻ con ấy, nhưng mà nó được làm cao cấp hơn. Cao cấp hơn. Còn đây, Zenitsu của bộ này thì là đang mặc cái bộ đồ ngủ, và nó sẽ thiết kế cái người nó trông như này này anh em này. Đấy. Trông nghiêng nghiêng, trông cầm ghét không? Cầm như thế này. Và Zenitsu này mình mua với cái bộ mặt nó kiểu nó cũng khá là hài hài, đang khóc gì đấy, và trên đầu đang có con, quên xử mấy con này rồi, mấy con quạ ra nhiệm vụ cho bọn diệt quỷ ấy, diệt quỷ đoàn ấy. Rất thích cái dòng này luôn anh em ạ, tại cái đầu nó làm to nhá, xong rồi cái sơn này sờ cực kỳ sướng, cực kỳ sướng. Nó phải ngang với chất lượng của những cái dòng fix cao cấp như kiểu Figat Mini, hay là cũng gần tiệm cận với Android rồi đấy. Thật đấy. Mà giá thì nó cũng không hề cao cho lắm, cho nên anh em mua những cái dòng fix như thế này để trưng cực kỳ là hợp lý. Đâu rồi? Như nào? Ngồi kiểu nào? Đây, ngồi kiểu này à? Có vẻ như sẽ không vững lắm như mấy con kia. Đây, nó sẽ ngồi như này thôi. Nhưng mà nó không vững được nhỉ? Không vững lắm như mấy con kia, là chỉ như này thôi. Đó. Tiếp tục. Đây là một nhân vật trong cái set riêng của nó nhá. Anh em lại thấy này. Trong một set riêng về Inosuke lại có ba cái nữa. Ba cái riêng biệt nữa. Mình không hiểu hai cái này khác gì nhau. À, một cái là mặt cười nhe răng. Còn một cái là mặt cười không nhe răng. Chỉ thế thôi. Hay không? À đây, hai cái tay nó cầm hai cái nắm cơm, nắm cơm, nắm cơm. Thế bản mình cầm là à, bản 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 của mình là bản đang cầm nắm cơm này. Hay phết, hay phết. Đây. Chúng ta có một màu xanh. Màu xanh màu chủ đạo của thanh niên ấy rồi. Đây, mắt rất đẹp luôn, anh em nhìn này. Nhìn xem đối độ chi tiết như thế này. Hơn hẳn những con fix của WCF luôn đấy. Cực kỳ đẹp. À, em chắc là đây là gần nhất rồi, mình không thể zoom thêm được nữa thì nó sẽ nhòe mất. Thì anh em có thể thấy là hai cái nắm cơm được cầm ở đây này, thêm những cái cơm dính trên mồm thanh niên đang ăn cơm nữa này, hay chưa, đẹp vãi, nước sơn tích cực. Anh em phải cầm trên tay mới thấy cơ. Đây, mấy con này thì nó không nằm trên cái này, trên cái cục này, nó chặt được như hai con này nhỉ. Thế mình cảm giác như Nezuko nó nặng ấy, nó nằm trên đây rất là chặt. Đây nữa, hai con này nó nằm, nó ôm cái cục này lắm. Hai thanh niên này thì có vẻ như nó chật chội. Rồi. Ok, mình đã xếp thành một hàng dài ngang cạnh nhau cho anh em xem rồi đấy. Thì đây, lúc mà bày như này thì trông nó cute thì thôi rồi. Cho nên là mình nghĩ là nếu anh em nào thực sự là fan của cả cái bộ Thanh Kiếm Diệt Quỷ này, anh em có hứng thú muốn sưu tập thì em nên mua cả một cái bộ như này, mua hết tất cả xếp thành một hàng dài luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây anh em nhìn thấy biết này, nét gì đâu ấy, nhất là cái thanh nét mặt của thằng này trông ghét nhưng mà nó rất là nét luôn ấy. Hay là mặt của Inosuke này, đây trông cute thôi rồi, độ chi tiết rất là cao anh em nhá. Đây, còn đây là nhìn tường sau này. Nhìn từ đằng sau cũng không hề giảm đi độ cute một tí nào cả. À đấy, nhìn lên con này mình đặt sai đế rồi này, đấy là cái đế nó phải đặt xuống dưới này đấy. Nhưng mà, tuy nhiên là anh em muốn bày kiểu gì thì bày, cực kỳ hay luôn, cái dòng này hay phết đó. Hôm nay cũng rất là vui khi mình được trên tay rất là nhiều em của dòng này. Tuy nhiên thì hiện tại mình không nhu cầu sưu tập nhiều về cái thanh kiếm diệt quỷ lắm, cho nên nếu anh em là muốn mua thì có thể PM cho mình nhá. Đó, mấy con này. Có thể mình sẽ bán hết tất cả những con này đi ha. Ok, anh em thấy sao? Anh em thấy clip ngày hôm nay thế nào? Anh em thích nhân vật nào nhất trong những con này? Và liệu anh em có mua những cái sản phẩm này về để trưng bày hay không? Thì hãy comment xuống cho chúng ta biết và cùng bình luận thêm ở dưới comment nhé. Bây giờ thì xin chào, chúc anh em mua được fix. Ngon. Hẹn gặp lại.